công điện số 15 cao đẳng nêu rõ. Theo phiên bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bây giờ trên vùng đại dương phía đông đảo Palawan, Philippines, có một vùng áp thấp đang hoạt động. Vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 10:11, 0 độ vĩ bắc, 120:121, 0 độ kinh đông, cách phía bắc đảo Palawan khoảng 100 km về phía đông. Dự báo trong 24 giờ tới vùng áp thấp di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km/h, đi vào đại dương đông và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Trong 24-48 giờ tiếp theo, áp thấp di chuyển rất nhanh theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Cấp độ đen đuổi thiên tai, cấp 3. Để chủ động ứng phó với vùng áp thấp di chuyển rất nhanh và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, bão, văn phòng kém cỏi trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai, văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu vớt nạn đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu vớt nạn các tỉnh, thành phố, các bộ, ngành triển khai các biện pháp để bảo đảm an ninh về người, tài sản của nhân dân và nhà nước, trong đó tập trung một số nội dung gấp rút sau. Thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện tàu, thuyền đang hoạt động trên đại dương biết vị trí, hướng di chuyển và cấu trúc của vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, bảo để thoát ra hoặc không đi vào vùng nguy hại. Vùng nguy hại trên biển Đông trong 24 giờ tới, phía đông nghe tuyến 115 độ kinh đông, phía bắc vĩ tuyến 10 độ vĩ bắc và được điều chỉnh theo các phiên bản tin dự báo. Quản lý chặt chẽ việc ra khơi và giữ liên lạc kém cỏi xuyên với các tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, bảo để kịp thời xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra. Rà soát, chủ động tổ chức triển khai các phương án đảm bảo an ninh cho người trên đảo, nhà giàn, giàn khoan dầu khí, lồng bè nuôi trồng thủy sản, các hoạt động khai thác trên đại dương, ven đại dương, tổ chức chỉ đạo đảm bảo an ninh cho khách du lịch dọc ven đại dương và trên các đảo. Tổ chức kiểm tra, rà soát phương án đảm bảo an ninh hệ thống đê điều, đại dương đập, đặc biệt là các trọng điểm xung yếu và công trình đang thi công. Rà soát các khu dân cư ven đại dương, ven sông, suối, hạ lưu các đại dương, đập, vùng trũng thấp, khu vực có khả năng xảy ra lũ quét, sạt lở đất để chuẩn bị phương án di dời, sơ tán dân ở những vùng nguy cơ cao đến nơi an ninh. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu vớt hộ, cứu vớt nạn khi có yêu cầu. Bộ Ngoại giao có công hàm gửi các nước trong khu vực tạo điều kiện cho tàu thuyền của ngư dân vào tránh trú bão để đảm bảo an ninh. Các bộ, ngành khác theo công dụng nhiệm vụ được giao, chỉ đạo các biện pháp chuẩn bị ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra. Đài truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam và các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh thời lượng phát tin về cấu truyện của vùng áp thấp để các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên đại dương và người dân biết, chủ động phòng tránh, ứng phó. Tổ chức trực ban nghiêm túc, kém cỏi xuyên lên tiếng về văn phòng kém cỏi trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai và văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu vớt nạn.